Xin chào các bạn đã quay trở lại. Như vậy chúng ta đã có phiên bản iOS 17.4 khá nhanh thôi. Và lý do tại sao Apple lại phải tung ra cái phiên bản chính thức này nhanh như vậy thì có lẽ là các bạn cũng đã biết rồi. Do những cái lỗi tồn đọng trên phiên bản iOS 17.3.1 nó quá kinh khủng đi. Và liệu rằng khi mà lên phiên bản iOS 17.4 này, những lỗi đó nó đã hết hay chưa, nó được fix triệt để hay là chưa, nó có tính năng gì mới, hiệu năng ra sao thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Cái đầu tiên chính là thứ mà các bạn đang quan tâm nhất, đó chính là cái lỗi gây ra cái vấn đề mất sóng ở trên những cái chiếc máy iPhone trên phiên bản iOS 17.3.1 nó đã được fix triệt để hay chưa. Thì mình đã đi hỏi một vài người bạn của mình, cũng đi tham khảo trên các diễn đàn, và thậm chí thì cũng đã có những anh em comment vào trong video của mình. Đó là lên phiên bản iOS 17.4 mà sóng vẫn mất, sao ta 06 vẫn không thấy email. Thì cái vấn đề này mình nghĩ khả năng cao là máy của bạn nó đã đi con baseband rồi. Và nếu như mà máy của bạn lại là iPhone 12 Pro hay là iPhone 12 Pro Max nữa thì khả năng cao là đi con baseband luôn. Nhưng cũng sẽ có những trường hợp đó là iOS 17.4 bản chính thức lên nhưng vẫn mất sóng, email thì vẫn còn. Thì cái này nó liên quan đến phần mềm nên là bạn cũng có thể nhá. Thứ nhất đó là backup lại toàn bộ dữ liệu, sau đó thì các bạn sẽ reset trắng máy, hoặc là các bạn kéo cái phiên bản iOS 17.4 về, sau đó thì các bạn sẽ restore nó lại theo dạng là restore sạch, restore trắng máy luôn, thì khả năng cao là máy của các bạn sẽ nhận lại SIM. Còn nếu không thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi những cái phiên bản cập nhật tiếp theo, hoặc là các bạn có thể kiểm tra xem là có phiên bản beta của iOS 17.5 hay chưa, thì chúng ta sẽ cập nhật lên những phiên bản đó thì nó sẽ có phần trăm hy vọng để có thể các bạn khắc phục được cái vấn đề mất sóng. Ngoài ra thì các bạn có thể đưa tới những cửa hàng uy tín, ví dụ như Di động Mỹ chẳng hạn, thì tại đây những bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ kiểm tra cho các bạn chiếc máy của bạn xem nó bị làm sao, có phải phần mềm hay là phần cứng hay là không để chắc chắn nhất. Hoặc là các bạn có thể tới thẳng đó và nâng cấp lên một chiếc iPhone mới hơn, bù vào một chút tiền nhưng chúng ta sẽ nhận lại được một chiếc máy ngon lành luôn, đỡ phải lằng nhằng rắc rối nghĩ nhiều về cái vấn đề iOS làm mất sóng trên chiếc máy. Thì đấy sẽ chỉ là một cái giải pháp mà thôi, thì các bạn thấy cái giải pháp nào tiện và ok ổn cho các bạn hơn thì các bạn sẽ lựa chọn cái giải pháp đó nhé. Mình sẽ chỉ gọi là đề xuất thôi. Rồi tới với cái thứ hai, đó chính là về cái hiệu năng, về cái pin, về cái nhiệt độ trên những chiếc máy iPhone khi mà cập nhật lên phiên bản iOS 17.4 nó có cải thiện gì hay là không. Thì mình vẫn theo phong cách đó chính là làm video thật là nhanh cho các bạn chứ không phải sâu dài dòng gì. Thì mình có thể nói rằng những cái thứ đó nó sẽ chỉ chênh nhau khoảng tầm 3% mà thôi. 3% một con số rất là nhỏ. Từ những cái điểm của bài chấm trên AnTuTu này, Geekbench này, 3D Max này, hay là những cái bài chấm nhiệt độ trong những tựa game, thì mình thấy rằng là nó đều xem với nhau, chênh nhau khoảng tầm vài trăm điểm cho tới 1.000 điểm là kịch, chứ không có chuyện là nó chênh nhau một trận một vực. Nên các bạn cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề này. Nếu như các bạn đang ở ổn định ở phiên bản iOS 17.3 hoặc là 17.3.1 thì vẫn có thể ở lại để an toàn nhất. Chứ lên phiên bản iOS 17.4 mà vẫn gặp những cái lỗi như thế này thì cũng hơi đáng sợ. Hãy trở thẳng lên phiên bản iOS 17.5 ra sao đó thì chúng ta mới lên luôn. Chứ còn nói về tính năng mới đi thì đây cũng sẽ chỉ là một phiên bản cập nhật những cái tính năng rất là nhỏ thôi. Nó không có gì đáng để cho các bạn có thể đánh đổi cái sự an toàn của chiếc máy đâu. Một vài những cái icon emoji mới thì mình cũng sẽ để ở ngay đây cho các bạn có thể thấy được là nó là emoji gì. Cái thứ hai, đấy là cập nhật thêm một cái nho nhỏ trong phần playlist của Apple Music. Và cái thứ ba thì nó cũng sẽ chỉ là một cái cập nhật dành cho những chiếc iPhone 15 Pro và 15 Pro Max mà thôi. Đó là hiển thị được cái chu kỳ sạc pin cũng như là cái ngày bắt đầu sử dụng cái chiếc máy. Như ở đây thì iPhone 14 Pro của mình không có cái tính năng đó, nên là chỉ có những ai sử dụng những chiếc máy đời mới nhất iPhone 15 Pro, 15 Pro Max mới có mà thôi. Thì những bạn đang dùng 15 Pro, 15 Pro Max cũng có thể cân nhắc lên luôn, khỏi cần phải nghĩ gì nhiều. Bởi vì 15 Pro và 15 Pro Max chắc chắn vẫn sẽ còn bảo hành của Apple, nên khi một bạn cập nhật lên mà có bất kỳ cái vấn đề gì liên quan đến SIM, liên quan đến sóng, thì đơn giản các bạn mang thẳng ra Apple Store, trung tâm bảo hành của Apple Store chứ, hoặc là các bạn gửi tới những cái đại lý mà các bạn mua, thì khi đó các bạn sẽ được chăm sóc tận răng, lên luôn thôi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Còn đối với những bạn đặc biệt là sử dụng iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, là cái con máy mà bản thân mình đã bị dính cái vấn đề liên quan đến baseband á, thì mình nghĩ rằng các bạn cũng chưa nên cập nhật cái phiên bản iOS 17.4 này đâu. Còn những bạn đang sử dụng iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max đã hết bảo hành á, thì tốt nhất là các bạn cứ ở lại phiên bản cũ đi, đừng cập nhật làm gì, đừng có dại mà lên những cái phiên bản mà nó có khả năng lỗi cao như thế này.
Rồi, và trên đó là video mình chia sẻ cho các bạn về phiên bản iOS 17.4, ai thì nên cập nhật những tính năng mới như thế nào và liệu rằng nó đã khắc phục được những vấn đề lỗi hay là chưa. Và các bạn đã cập nhật lên hay chưa? Các bạn có đang gặp phải cái vấn đề lỗi gì hay không? Hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi và thảo luận. Còn video này của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên là một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.